Cục Sức khỏe Y tế khu Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc tối ngày 20 tháng 2 thông báo anh Bành Ngân Hoa, bác sĩ khoa hô hấp Bệnh viện Hiệp Hòa Giang Nam và Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Hạ, đã qua đời. Bác sĩ Bành Ngân Hoa mất lúc 21 giờ 50 ngày 20 tháng 2 tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vì virus corona khi mới 29 tuổi. Bác sĩ Hoa bị lây nhiễm COVID-19 và nhập viện Bệnh viện Nhân dân số 1 vào ngày 25 tháng 1. Bệnh viện đã tích cực cứu chữa, do bệnh tình nghiêm trọng vào ngày 30 tháng 1 nên đã được chuyển sang Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Do bệnh tình trở nặng, bác sĩ Hoa đã qua đời tối ngày 20 tháng 2. Theo tờ Thông tin Vũ Hán, bác sĩ Hoa có kế hoạch kết hôn vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch, nhưng vì dịch bệnh bùng phát mà rời lại ngày cưới để đi nhận nhiệm vụ. Hai người hẹn nhau, dù có dịch bệnh cũng không thể chia cắt đôi ta. Rời lại ngày cưới, sự thông cảm của người vợ sắp cưới là nguồn động lực để bác sĩ Hoa kiên trì bám trụ ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Những tấm thiệp hồng còn chưa kịp gửi cho đồng nghiệp vẫn còn nằm trong tủ bàn làm việc của bác sĩ Hoa. Sau khi nhận nhiệm vụ, bác sĩ Hoa liên tục làm việc từ sáng đến tối. Đêm giao thừa, các đồng nghiệp bảo bác sĩ Hoa về nhà với vợ sắp cưới nhưng anh lại nói: "Thôi để các anh chị có gia đình về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Em còn trẻ, để em làm." Sau khi gọi điện nói vài câu với vợ sắp cưới, bác sĩ Hoa lại tiếp tục khoác lên mình bộ áo quần phòng hộ lao vào phòng bệnh để cứu chữa cho các bệnh nhân đang cần anh. Cho đến nay đã có gần 77.000 ca nhiễm virus COVID-19 và 2.247 người tử vong trên toàn thế giới.